Dành cho các bạn nào chưa biết thì hãy vào phần mô tả và phần ghi bình luận của mình để tham khảo về các dịch vụ về thử game Blockfruit cũng như là Cholet Tower Defense trên kênh của mình nha. Play.pclmc.vn là server Minecraft Pokemon hay nhất tại Việt Nam, có rất nhiều tính năng mới, có nhiều loại Pokemon mới và các hình dạng đặc biệt mà bạn chưa từng thấy bao giờ. Ghé ngay để chơi Pixelmon cùng các YouTuber nha. Ok, chào mọi người đã đến với ngày tiếp theo của Minecraft SMB nha các bạn. Thì hiện tại là đang ở tập 10 rồi các bạn ơi. Trong thời gian offline mình đã cũng thấm thính được một vài tình hình các bạn. Hiện tại có rất là nhiều người mới vào server nha các bạn. Đấy. Thì hiện tại là mấy thanh niên đã out hết rồi các bạn ơi. Mình vào giờ này là buổi trưa ấy, nên là mọi người thường hay đi ngủ nè, ăn cơm, nghỉ ngơi cái kiểu. Thì buổi tối mới đông nha các bạn, muốn đánh nhau thì cũng vào buổi tối. Thì hiện tại là mình đang thăm dò ở cái khu này cũng khá là nhiều thời gian rồi và mình đã biết được một số thông tin. Hiện tại là thanh niên Vĩ, thanh niên Thịnh là đang liên minh hợp tác lại với nhau để mà qua nhà mình phá gì đó các bạn ơi. Ok, và mình đã biết được vị trí của thanh niên Vĩ và thanh niên Thịnh luôn các bạn. Nhưng mà mình không có lưu ở trong đầu, mình lưu ở chỗ khác. Xíu nữa mình phải ra mình xem lại vị trí. Đấy, có người thông tin tình báo bên mình các bạn. Thanh niên Hậu và thanh niên Seven Boss có đi thám thính. Và hiện tại là khu chợ thì khu này á, trong vòng ngày hôm nay hoặc là ngày mai á, thì sẽ update lại là sẽ được xây dựng ở đây nha. Và cái chỗ này là sẽ buôn bán nha các bạn. Khu này là sẽ do team Hòa Bình đảm nhiệm để mà mình sẽ mua đất hoặc là thuê đất để mà mình buôn bán cái khu này. Đấy, team Hòa Bình là bên kia rồi. Đó, các bạn biết team ai không? Team Snail đấy, Snail Deadpool này kia. Và hiện tại là có thanh niên Jun Frack. Thanh niên này là mấy người gọi là người mới các bạn. Nhưng mà bên bên mình nói là nên chiêu mộ đi, thấy cũng hợp lý đấy. Và bên đây là cái khu vực tòa thành của Deadpool. Vẻ như là bên họ đang xây dựng rất là căng thẳng các bạn ơi. Oh my god, team Hòa Bình xây rất là dữ nha các bạn. Nhìn mà rén thì á, sao tôi thấy ở kia có TNT kìa. Cái khu này thì nói chung là mình vẫn đang theo dõi mấy thanh niên coi mấy thanh niên làm gì các bạn. Nhưng mà thanh niên mới chỉ xây được một ít thôi, một cái viền cũng như là cái chưa được cái cổng nữa. Khu này chắc xây cái nhà gì đó đâu ở đây nè, muốn đi làm gì á. Ngày hôm qua mình thấy mấy thanh niên đi mai cái kiểu. Nói chung là nội dung không có gì hay nên là mình không có đưa lên video. Mấy thanh niên vẫn đang tiếp tục xây dựng các bạn ơi. Nói chung là ở chỗ này tuyển cu ly rất là nhiều nha các bạn. Snail, Snail. Snail đang làm gì đó vậy? Bắn phát out game luôn à. Ảo được đấy. Thôi nãy giờ mình đang có trò chuyện với thanh niên Jun Frack các bạn ơi. Và thanh niên nó kêu mình qua địa tọa độ X15Z16. Ui. Hello. Hello anh. Hello. Ui. Có đồ ăn không? Có đồ ăn không? Em chí. Ủa sao em kêu anh qua bên kia mà? Ở bên đấy mọi người đi hết rồi. Cái ui. Cái ông kia đi. Ê, đi qua đây kể anh tình hình với. Em xin miễn thi. Ôi, em qua bên đó chi vậy? Nãy em với ông TK ấy đi qua bên Bay Nhật Vĩ thì bị cái ông Bảo Thái ấy, ông ấy kêu ông TK nên là em đấm luôn. Xong rồi em bị ba cái ông đấy đánh, em chạy về đây. Thế là em biết cái khu vực của Thịnh Lé đúng không? Vâng. Ôi, ơi sao nãy anh thấy Bảo Thái cho đồ TK ở trong đó đó? Dưới nhà đô la đang bảo em vô group này. Bảo Thái đang cho đồ ông TK bên đó kìa, đi qua đây xem. Đâu xem nào. À đây, ơi từ từ qua đây, qua đây. Để mà mời em vô để chế của anh thì sẽ có quà cho em. Em xin. Đấy. Gì nữa không ta? Đây, cái này đi. BBB cho nó chín. Em xin. Ui, em đang nhắn tin với ai đây? Em với cái ông TK với đô la vô group. TK với đô la. Ừ. Tạm thời là mấy ông chưa biết em ở team nào đúng không? Đúng rồi. Thế tạm thời anh chưa khoan mời em vào nha. Em có gì đi thám thính thử xem coi mấy ông nói gì. Ok, cứ giả ngu đi nha. Đi qua đây xem. Ok các bạn ơi thì gì đấy? Đánh qua đành luôn à. cái khu này là khu Hòa Bình các bạn. Và hình như đang trong thành của mấy thanh niên. Ủa, này ngoài thành mà đúng không ta? Đang định qua đây xem coi có gì hot không các bạn.
Và hiện tại là Jung Frak với Đô La với TK đang nói chuyện gì đó, không biết nữa. TNT, yeah. Không biết để làm gì đây. Bắn vô có nổ không ta? Cung lửa. Chắc bắn vô nổ các bạn. Ủa mày không đó hết rồi ta? Bảo Thái kêu TK á anh. À, thanh niên này mới nhắn với mình nè. Oh my god. Để mình hỏi lý do vậy. Lý do tại sao kêu vậy? À, ông đó đang ở trong group nói chuyện các bạn. Snail đó vào nha các bạn. Đứa nào đặt cái này? Đứa nào? Đứa nào? Em ê, đừng đi em. Ê, có. Đứa nào? Ông không có tao tầm không? Tôi sợ không? Ông có tao tầm không? Đứa nào? Anh ơi, em sắp đài rồi. Hai mặt hai tim thôi. Đứa nào, Snail? Em Ủa, tại sao em lại xây cái khu tiên tí đây đây? Em có xây đâu? Em đang hỏi đây. Thế này của ai? Hả? Hello, TK. Hello. Đã lâu không gặp. Mặt phụ ngâm. Hết kiểu. TK giờ nhìn hơi bằng ạ. Mới bị bên chim vẫy giấy. Ủa, tại sao vẫy là giấy em? Biết nữa anh. Tại sao bị chim vẫy á? Ủa, hiện tại là em đang tìm nào đây? Không có tìm anh. Tại giấy anh chưa phát ra luôn nè. Ui, thế là bên đó đang lộng hành rồi. Sao phải xử thôi. Em có đồ chưa? Em chưa. Ui, khó nhỉ. Thôi cho đồ ăn đi chứ để đi farm đi. 1-2 ngày nữa gặp lại nha. Hello. 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 Em này á, tìm nào, tìm nào đấy Đô La. Vậy là hiện tại ở đây chưa có ai có tìm luôn. Ờ, thanh niên tắt lo luôn rồi. Lo luôn rồi. Đúng rồi. Ủa, tính ra anh buôn xây từ lúc sáng mấy giờ luôn á. Đâu, sợ nèo đâu. Ủa, từ, Snail ơi, Deadpool bên team em đúng không? Deadpool bên team em à. À. Và thanh niên đang xây. Đúng rồi, lãnh chúa chưa đóng tiền nha. Tiền gì? Thuế của chợ. À đây, trời ơi. Thôi đặt cái rương ra giùm anh đi. Em có cúp mềm mại không? Em có cúp mềm mại nhưng mà em không có ấy. À, thế đặt giùm anh, tí đặt giùm anh nha. Đóng bao nhiêu ấy, Snail? Đóng 5 kim cương thôi anh. 5 đến 10 kim cương. 5 một ngày hả? Không, 5 cả vĩnh viễn luôn á. Thế này đủ không? 16 anh, 16 đi. 16 anh đóng cho ai á? 16 là mở cho anh nè, Seven nè, với Hậu. Ok. Tặng thêm 1 là 16 ấy. Sao? Đóng cho bên Snail 1 stack kim cương. What? Em đóng thế bên Snail 1 stack kim cương. Ui, sao em đóng nhiều thế? Tại sao? Hồi trước là anh kể anh nè là bị kim. Đầu em qua đây chơi xong à, ở bên đây có thằng Thái nè, Seven Boss với lại là ông Snail kia là đang chơi như em dí em chọc vào ông Seven Boss mấy cái thôi. Sau đó là ông lấy bao nhiêu còn một bảo ra, ông thi ông vậy là ông Bảo Thái dí em. Sau đó em mới thuê lại là em lấy 2 stack kim cương anh. Nhưng mà sao em vẫn bị giết? Không, kể tiếp này là sau đó là em mới trả ông 2 stack kim cương. Nhưng mà lâu ra ông Snail ông lại 1 stack của em. À, Snail ăn cấp đồ. Snail ăn cấp 1 stack kim cương.
không? Ủa em có đâu, Khứa hôm đấy Khứa bảo là donate cho tôi cho em với Thái, bảo Thái hai status để giết Seven Boss mà. Đó. À vậy là ai donate cho em rồi Chanel? TK đưa em hai status lại. À TK thuê người giết team anh đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Hả? Em thuê người giết team anh đúng không? Chết rồi. Đó là không. Sao nếu mới nói kìa. Ông thuê trước, ông thuê trước, ông là ông có tội rồi. Ờ à, ok thế thì không sao. Ai có cái cúp mềm mại không anh em đập giùm anh cái rương quá. Em. Yeah. Ủa nãy mấy ông nói gì frack. Run. Mấy ông ý kêu là tìm cái ông thích nô lệ để kêu. À giờ hiện tại anh chưa bị ngắm nên là không sao. Ê bây giờ mình rủ mấy ông kia đi qua bên team thành nô lệ săn đi. Bà đó một mấy anh vô. Hay là mình liên minh đi anh. Ờ anh có đang anh đang liên minh với bên Chanh ấy. Còn có liên minh với à ý là một liên minh là một fan đúng không? Liên minh khác nha, một fan là khác nha. Có tơ không anh ơi? Có. Em xin có mạng. Ừ, vâng. Thì đấy đấy, đúng rồi, thì đấy. Đi chưa Jun? Em biết vị trí, dẫn đi. Giờ bên bay của vị chỉ có KB gì đó thôi. QB. Ê nhưng mà được đánh trong bay thì tao chắc không. Không em phải kiếm chuyện ấy. Dụ ra. Ê để em dụ vô. Rồi đánh sau khi đánh xong á thì được vô thành luôn. Em cháp cho. Ok. Đây em cháp đi nha. À, đúng không? Ông Thịnh về bay qua ổng rồi. Được rồi anh ơi. Nhưng mà bây giờ hiện tại bên đó chỉ có Thịnh thôi đúng không? Bên này. Đúng rồi. Ok, đây không? Chanel đi không? TK à, kiếm chút đi. Không, anh đi bên đó có người nữa. Em không biết tình okay, càng đông, em không biết càng đông đang ở đâu nữa. Đi. Go. Vô có dư đôi giày nào không? Cho em mượn với. Có, một đôi. Như bên đó hình như có nhiều người lắm. Phí là... một stacker ender nhá. NDP. Ok. Đây ném cái rương đi, NDP á. Yes. Thôi tí, thôi cho mượn tí nhớ trả nha, Chanel. Ok. Thôi dạy xịn lắm ấy, đừng có đùa. Nhớ trả nha. Rồi, đập cái rương giùm anh đi. Đập cái rương. Jun, đập cho mình cái rương với Jun ơi. Ok, let's go. Đấy. À, ai dẫn đường đi nha. Anh ơi, bên bay cũng thật nhiều người lắm anh. À, thế bây giờ anh em vào group đi, vào group chung đi. Cái này mình chỉ là liên minh trong vòng một thời gian ngắn thôi. Anh tạo đi. Mật khẩu 111 anh em ơi. Hello. Có gì em bị gì nhớ kéo về nhá. Ok. Không sao anh ơi, bọn đấy bình thường lắm. Ờ. Đi. Chanel đâu? Đông... có Chanel là... đông mũi đấy. Đi. đi trước là... đi Jun. TK là đi... không có đồ à? Không anh. Ờ, TK dụ đi. Bãi bơi à? Không em phải dụ ra. Khi mà BBB ở ngoài rồi á rồi bắt đầu được công vô. Em dụ được, em chú đích ra là ok. Này là team bất hợp pháp nè. Ê, what? Ô Deadpool kìa, Deadpool kìa. Kệ đi. mấy ổng đang say à đi say đồ à từ ra chào hỏi cái hello anh đi đâu ơi? Anh đang đi làm chuyện mà ám. Mà ám là chuyện gì? Chim đi heo chơi đâu. Ủa mới quay lại Deadpool mất tiêu rồi đây nè. Đúng là Deadpool mập. Đi đúng rồi anh. Sao em hết đồ ăn rồi cho em trời ơi đang đi mà cũng phải làm từ thiện nữa. Này đi quýnh lộn với này làm từ thiện nữa.
Anh đi đang đi chơi tiếng Anh với. Ờ đang đi săn người, ai đây không? Vậy vậy. Thôi em hào bình. Em Deadpool như thức ăn không? Deadpool giàu lắm. Deadpool là chùm chùm thức ăn á. Hôm qua em cho anh hết rồi, giàu đâu sáng giờ cắt túi không á. Trời ơi, bà bỏ Thái đâu? Em đâu biết. Tôi mà. Kiếm ông chùm thịt mua. Nè. Bỏ Thái ao rồi. Này, rồi anh đi đâu đi, em đi về đây. Ở đây ôi ôi, cái thành của em xây to đấy. Con mình em anh sáng giờ xây ái chỉ luôn. Ê, ông đi hướng này, ông đi hướng này. Tao sao sao lên ông phụ Deadpool. Đâu anh, hôm qua em mua đất anh ơi. Sáng có em phụ mà. Em phụ đấy. Kiếm cái thứ. Trời ơi, team hòa bình mà không phụ nhau gì hết. Thôi tạm biệt Deadpool okay, mập. Ok, bye. Ấy. Nước. Con chuột em nó bị lờn, nó tự bấm á. Thiệt không? Thiệt, không có không quý. Gì vậy? Gì vậy? Rồi, đi đi. Let's go, let's go, anh đây nha. Go, 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 go. Go. Snail vô gấp kìa, Snail. Từ đến kêu Snail. Đi. Nói vậy. Có gì đô la tắt cái mic điện nào nói mở lên. Okay. Đồ là ờ, có ba đứa vậy? Snail. Kè. Enzo coi chơi gã. Cứ hình nãy gặp em chạy lên người chạy quá trời. Không sợ anh em ơi. Ok, let's go. Ủa, người gì đâu đấy? Em đi nhầm người rồi. Phải khu bên đó không anh em? Anh em bên đây nè, Snail từ. Đợi em với Snail. Đúng không? Tôi không biết tọa độ ở đâu á. Đang bên bay sẵn anh ơi. Đây nè, thấy anh bắn cung không? Thấy anh bắn cung không? Snail hướng cũ, Snail hướng cũ. Ai đang nói này? Đô la đúng không? Đi đâu. Em anh. À TK. Anh em. Ồ, cái bay này của ai vậy anh em? Nhật Vĩ nhanh ơi. Ok. Ơi cái bay này chưa có xây xong mà. Đúng rồi, còn, đang xây giờ đấy. Bên trong bay có Kirby không? Anh vừa coi trường kết mạng nha. Anh ấy gặp kết mạng còn đâu? Ờ, còn kết mạng đâu. Ok, tản ra đi mọi người một khu đi. Chắc mấy thanh niên đi đó rồi. Mọi người đang ở đâu đấy? Không, mấy thanh niên ai rồi anh? Không, còn thanh niên Thịnh kìa. Thịnh đang bên căn cứ của anh. Ui, khu này giàu thế. Kirby nè anh em ơi. Kirby nè. Anh em với Kirby lấy. Ủa sao với Kirby? Kirby tìm đấy. Để ra nó nói chuyện. Hello. Kirby. Hello. Kirby ơi. Hey. Sao im ru vậy? Kirby. Kirby ơi, Kirby nghe được không? Alo, nói chuyện luôn. À chắc bị lắc. Chắc đang lắc mic á. Hello anh. Hello, lên đây. Đi em đang đi đâu đây? Ủa Kirby là team ai đấy? Em team mát với Vĩ. Vậy. Tìm em sáng giờ làm gì em biết không? Nghe không? Ủa em mới vô hả? Không, anh mới vô. Em xây cầu nãy giờ. Em không biết gì. Ồ, vậy là thanh niên này không có tội. Em biết Thịnh đang ở đâu không Kobe? Vậy không anh? Sao em lại không biết? Em ở đây mà. Thì em nói rồi đó, sáng giờ em xây cầu gì. Sáng giờ xây được có nhiêu hả? Dạ yeah. Thì không. Không, tại nó mới online. Nè, ok kìa. Có nên xử không ta? Nghe điêu điêu nha. Thật mẹ, ok kìa. Bây giờ em xây cầu em kêu thanh niên Thịnh lé về đây được không? Ủa? Anh nói chuyện cái. Ủa cửa này là cũng là nữ hả? Nữ thế đầu nữ. Trai đó, ông ơi. Cậu là nữ à? Ui. Không. Snail bị bắt lên đầu gì? Trời ơi, bắt đi. Leo lên đầu đi, Kirby.
leo lên đầu không là gì em đem về tra khảo, đem về tra khảo, đem về tra khảo rồi. Thanh niên này đáng ngờ quá. Nói chuyện thôi, đi với Jun cũng được. Đi, bắt về. Em bắt Jun thôi, em bắt Jun thôi, Jun chưa có team nào. Để bắt Jun thôi. Jun team anh mà. Ơ? Gì? Anh mới lập hiệp ước rồi. Jun kia rồi. Ủa Jun đâu? Đâu? Jun Jun này nhưng mà do Jun mở bên em đi. Jun đâu? Em đang thiếu. Jun đâu? Mẹ Jun thằng đồ la. Trên đầu anh này. À. Sao ý kiến gì? Cho Jun bên em đi. Jun nãy anh mới lập hiệp ước rồi. Cho Jun bên em xây nhà đi, vẫn chưa vào team mà. TK ơi. Ơ. Đâu rồi? Đang định kêu kêu ở lại thân tính. Go. Rồi trên đường đi về em kể cho anh đi, sáng giờ em làm gì đây? Sáng giờ em chặt cây với xây cầu anh ơi. Thế sáng giờ đánh nhau ở bên khu căn cứ của em mà không biết hả? Dạ không. Ủa vậy là mới vô hả? Em cũng mới vô được hơn tiếng à. À. Ủa nãy Jun đánh lúc nào đó Jun? Lúc nhật vĩ lai à. Ui thế đánh lâu lắm rồi. Ui. Thôi bây giờ em dụ Thịnh về đụng vô cơ bay. Nói chuyện. Thanh niên nãy giờ đang kiếm anh á. Bạn bảo Thịnh về căn cứ đi. Ok không? Được không? Được không? Được không? Để em hỏi thôi. Thanh má tìm nào đấy? Chắc riêng. Jun sao lúc tối bảo qua gặp mà sao lại lúc đấy ao rồi. Jun là team anh ấy. Đây là sao đeo trả anh đôi giày? Chưa đến mà em. À được chào. Để anh mời Jun vô phát. Chanel chậm rồi. Chết. Server. Ê nhưng mà thế thôi để lần. À. Server bảo trì. No. Server bảo trì rồi anh em ơi. Ok và sau lần bảo trì này thì sẽ được cập nhật khu chợ. Cập nhật boss. Và một số thứ khác ha các bạn. Ok, giờ đợi thôi. Ok, thì mình đã vô lại server rồi các bạn ơi. Thì lúc nãy các bạn xem là đang xem là reset server đúng không? Thì bây giờ vô lại là mấy ổng mất tiêu hết trơn rồi. Tại vì các bạn biết vì sao không? Reset thì mình vô mình không thấy ai, cái mình out luôn. Thì sáng ngày hôm sau mình mới vô các bạn. Thì giờ này vô là mọi người out hết rồi. Và hiện tại là server đã update thêm sau khi bản cập nhật mới á các bạn. Thì SMB hiện tại là update thêm đêm chân máu. Và gọi là gì các bạn biết không? Boss, những cái con boss ngẫu nhiên, những con boss đó nó sẽ cho chúng ta những cái vật phẩm ngẫu nhiên nha các bạn. Đấy, nghe hấp dẫn không các bạn? Trời ơi, vừa đấu với người mà vừa đấu với boss, vừa đấu với quái, cái kiểu rất là hay ho luôn các bạn ơi. Thì trong tương lai sẽ cập nhật thêm nhiều thứ mới hay ho hơn các bạn. Còn bây giờ thì ui hôm qua đang bắt thanh niên Carbine ở khu vực này nè các bạn. Chưa gì hết server bảo trì các bạn ơi. Nên là bị văng hết rồi. Và sau khi vào lại thì mình đã cài một cái seeder các bạn. Này, trong thời gian rảnh á mình cài seeder vô nhìn nó cũng ok các bạn. Đây nước cái kiểu nhìn cũng rất là sáng chói soi chán luôn nha các bạn. Seeder này được cái là nước đẹp các bạn ơi. Và có một thành viên mới vô à, một combat 5 skill các kiểu các bạn. Thôi giờ qua nhà Thịnh lé coi là có gì mới nha các bạn. Hôm qua thanh niên Thịnh đòi săn mình các bạn ơi. Ui và chuẩn bị tới đêm chân máu rồi. Mình chắc phải ở ké nhà của Deadpool rồi các bạn. Ở ké nhà Deadpool tầm một hai hôm đi. Chân máu hình như là cũng nhanh thôi các bạn ơi. Và đêm chân máu thì chắc cũng sẽ có những cái con boss đấy. Những con boss nó sẽ random đồ. Ui. Ui nhà bên đây càng ngày càng to ra đây mà. Oh my god. Quá trời beacon luôn. Mấy nay mình không có về nhà các bạn. Mấy nay mình đang đi khảo sát tình hình các vương quốc các bạn ơi. Wow, nắng quá vô đây thá túc một cái coi. Wow. Đẹp vậy. Ui, hôm qua mình qua mình nhớ đâu thấy có dân làng này đâu ta. Good nha. Trời ơi, good lên Nhật Vĩ các bạn ơi. Rồi, đi qua đây coi thứ ơi. Hello.
quá. Đây là mấy cái chuồng động vật các bạn. Quá trời động vật luôn, không biết sao nuôi chi nuôi dưỡng gì ta. Ô, một anh dân làng. Hello. Một anh dân làng nhỏ. Thì cái cầu này là cái cầu của Kirby xây ngày hôm qua nè. Rồi mình bắt cóc về các bạn. Nói chung là cái chỗ này cũng đẹp đấy các bạn. Máy pha mía của Lê Nhật Vĩ. Ủa, thanh niên thịt lé ở đâu ta? Mình không thấy thanh niên thịt lé ngày hôm qua đến giờ các bạn ơi. Thanh niên chạy đi đâu ấy? Ủa, trời ơi các bạn, mấy cái con cừu này nó có tên đó các bạn. Chắc là tên của viewer hay sao các bạn ơi. Ở khu nhà này thì hình như là đối diện với khu nhà của mình luôn các bạn. Mình đang có cái dự định là xây một cái cây cầu thẳng nhà mình tới đây luôn. Tạm thời thì chưa các bạn ơi. Để cái đó mình sẽ lên livestream mình xây sao. Còn khu này là khu gì đây? À, phải máy phạm sắt không ta? Hình như là máy phạm sắt hay sao ấy. Wow, ác thiệt các bạn. Hỏi thịt lé đang ở đâu à? Thịt lé đang ở đâu? Hiện tại chỉ còn vài người thôi, mọi người áo hết rồi. Hôm qua đang đông đông các bạn. Trời ơi, quê cái kế hoạch sắp thành công rồi. Thôi chuẩn bị tới đêm chân máu rồi, chắc ghé qua nhà Deadpool tí ha. Ở bay xạo bay này. Ủa vậy là bay này không phải bay của con Thịnh đó ta? À, vậy là ngày hôm qua là thanh niên Kirby là không phải bên team thanh niên Thịnh mà chỉ là liên minh thôi các bạn ơi. Oh. Oh my god. Thôi, giờ qua bên Deadpool nha các bạn. Tại vì đêm chân máu tới rồi, giờ về chắc sợ không kịp á. Đường về khá xa các bạn ơi. Với cả đêm chân máu mà ở một mình thì cũng hơi rén các bạn. Thôi, mặt trời sắp lặn rồi. Chúng ta cần phải quay về thôi. Let's go, let's go, let's go. Chuẩn bị tới vương quốc của Deadpool rồi. Vương quốc của Deadpool rất là rộng lớn nha các bạn. Mình khá là hối hận khi mà xây vương quốc ở trên cái đảo các bạn ơi. Xây ở đất liền thấy nó vẫn còn ok hơn. Đây là thị trấn hòa bình của Snail đấy các bạn. Ok. Qua đây, qua đây. Thanh niên Deadpool xây cái này cũng lâu rồi nha. Xây mấy ngày trời chưa xong nữa. Ui, lại hết đồ ăn rồi. Chuẩn bị tới Blood Moon rồi. Nãy thì nó có thông báo đó các bạn. Ok. Mấy thanh niên chắc đi mai rồi sao đó ta. Không thấy ai hết bạn ơi. Định qua đây cái ké một xíu. Mà có vẻ như là mọi người đã đi đâu hết rồi. Không còn ai luôn. Oh, oh. Đi đâu đây? Hello. Hello. Đi đâu? À. Đi đâu đây? Em đi chơi. Em là ai? Em là ai ở khu vực này? Em là khác. Em làm gì ở đây? Em là nông dân. Ồ, thế em đi làm việc đi, anh đi theo sau. Ủa? Em định làm gì đây? Em á? Em định làm trồng trọt đó nè. Ồ, ui, khu nhà này em ở chung với Deadpool với ai nữa ta? Khu này em ở trong Deadpool với Snail, với những thành viên trong băng. Ồ. Oh. Ừ, đúng rồi. Ồ, chỗ này là chỗ. Chỗ này là khu kho tồn của anh em. À, khu đồ. Đúng rồi. Nhưng mà không có đồ. Đồ thì toàn là hạt giống và chỗ này là chỗ chỗ kiểu trồng trọt đi. Ôi, Snail vô rồi. Đúng rồi. À. Cứ Snail vô rồi. Ok, đi giới thiệu cho anh thêm tí nữa nha. Ok. Let's go. Team em hiện tại có mấy người đấy? Team em hiện tại á hả? Đúng rồi. Okay. Team em hiện tại chỉ có 2 3 người. 3 người là ai? Deadpool với Snail hả? Deadpool Snail. Chắc thế, nhưng mà em chưa biết cái này thì em phải hỏi bên chỗ Snail ấy, em không có nắm rõ được cái thông tin này. À. Oh, hello. Lô nè. Chúng ta phải chào mừng bằng những mũi tên. Hello, Snail. Chúng mình chào nhau bằng những mũi tên, gặp nhau bằng những mắt chén. Bắt con bắt cửa này để làm con tít. Bắt đồ. Thanh niên, cá thì đưa anh tí đồ ăn nào.
Cát nghe nói farm nông dân đúng không? Nông dân chắc sẽ có nhiều đồ ăn. Đúng không? Cát. 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 Cát sắp chết chưa nhỉ? Đâu đâu. Đâu? Nó đi bị delay hay sao ta? Đâu? Ôi sắp tới đêm trăng máu rồi đó anh em. Đúng rồi. Nữa rồi. Ờ anh thấy nãy mới vô thấy thông báo còn một ngày nữa nhưng mà sao chưa thấy ta? Mai à. Vậy chắc là mai rồi. Ui làm rồi. Chạy vào đây thủ. Quantum. Liệu cái đế chế mới này có làm được cái trò trống gì hay không? Đúng rồi. Cái đấy phải nhờ rồi, mà đi xây tới Deadpool VN. Em cho đi xây nhà lỡ mai mốt có bạn nữ vào là em dịch hết đấy, không cho anh đâu. Ờ, nghe nói sắp có bạn nữ vào. Oh my god. Oh my Chanel god. Sẽ, chiếm lĩnh. Chanel sẽ chiếm lĩnh. Thôi anh đi thăm nhà bên kia đây, tưởng đâu có đêm trăng máu. Anh về đây thủ. Ủa đấy. Đi bên nhá. Deadpool đâu rồi? Deadpool nó Deadpool ở đâu kia sao ấy? Deadpool đang farm hay sao ấy? Em thử tới đầu này coi, em cứ đứng đây đợi em. Deadpool con ông chăm chỉ. Đấy. Trời ơi, quên nhầm mic. Oh my god. Đi, Chanel ơi. Hết đồ ăn rồi em, không có phiệt tổ nào hết. Vãi sao? Sao đi với mấy thanh niên này cứ phải cho đồ ăn vậy ta? Anh còn phiệt tổ nào em không? Có cúp mềm mại không? Có. Ờ, để lấy đồ ăn. Thôi chắc ăn đại táo vàng đi, Chanel ơi. Nè, Chanel. Cũng nhiều em. Anh có bị sao không em? Không, khi nào đánh nhau mới được, mới bị cấm. Thế ăn xong em với anh đến nhau đi. Sao? Không, chơi. Mấy này, mấy anh hơi ngứa tay. Có tao tầm chưa anh? Có rồi. Nhưng mà anh không cho em. Tại sao phải cho em? Tí nữa anh combat với mấy thanh niên á. Thì combat ha. Tí nữa. Em nghe nói là bên kia đang săn lên đó. Ờ thì đó. Bây giờ mấy anh phải cẩn thận. Không biết cái đêm trăng máu này nghe có cái gì. Ui thế giờ có ông tin một combat 5 kill. Tình điện đó mới vô nói là kêu chỉnh lại chế độ bình thường đi, sinh tồn không nổi. Thế là mình qua dí đi anh. Gáy quá. Đầu gáy không? Ờ thanh niên chưa có đồ mà dí chị. Dí đi cho hứa sợ, mai mới gặp mình phải cúi đầu xuống. Ok. Ờ nhưng mà không biết thanh niên ở đâu, đi qua nhà Vĩ trước đi. Đi. Đi qua bên đó hỏi thông tin thanh niên thịnh cái. Coi bay thanh niên ở đâu qua úp luôn. Em nghe là 300 mấy á. Tốt. Đi thẳng đi, let's go. Chanel đi chậm quá à. Chanel đi chậm giống như trình PVP của Chanel. Thôi anh đi trước đây nha, cái nhà Vĩ cũng gần đây thôi à. Bay tí tới rồi. Oh. Mấy thanh niên nó báo quá các bạn ơi. Nãy mình qua thì thanh niên Vĩ chưa vô, giờ thanh niên Vĩ mới vô nè. Qua mình xin tí huyết kì. Ok, xa thế. À đây rồi, let's go. Ui sắp hết ngọc rồi. Kiểu này là phải đi mua bán gì thêm ngọc mới được. Có mấy thanh niên bảo thái, thanh niên đô la gì đó thì nhiều ngọc các bạn. Nhiều ngọc mà còn nhiều thức ăn nữa cơ. Cho nên là giờ mà mấy thanh niên đó giờ này không có on. Mấy thanh niên có on, mình qua mình mua tí đồ. Hello. Hello. Anh CEO ơi, tới gặp con heo. Anh đi không biết mình bạn ơi. Hello. Kìa rồi. Thấy rồi. Vui. Hello, à anh qua đây định hỏi em một số thông tin. Vâng, anh hỏi đi. Một số thông tin về Thịnh Nô Lệ. Em vừa nghe Thịnh Nô Lệ. Hả? Em mới nghe giọng Thịnh ở sau lưng á. Phải em đi á, tự nhiên nghe giọng Thịnh ở phía bên này. Ủa nhưng mà Thịnh đâu có trong server đâu ông nội. Ông nội bị sao ấy? Nãy vô mà. Thanh niên bị gì đấy? Thịnh nào? Thịnh rời rồi em mới rời xong.
Phải không nha? Có. Ờ nhưng mà sao em đổi thành skin thành con heo rồi? Em vừa mới chuyển sinh thành con heo. Con ngu vậy. Em vừa mới chuyển sinh thành con heo. Nhìn đúng ngu. Con này cũng là con này anh. Đây là cũng là con này anh. Con gì nè? Mất. Con gì? Đâu? Con này nè. Con gấu trúc. Ôi xuống. Con gấu trúc. Ôi mày thấy đang định chiêu tập. Đang định chiêu tập. Hôm qua mới đánh nhau ở đây rồi. Ủa ai đánh với ai? Em đánh giao lưu với Matt rồi. À lại ở ừ, nhỏ nhỏ này đỉnh đỉnh ghê lắm anh. À không, bà ông này. Ông này là team anh mà. Ừ, ông này đỉnh ghê vậy. Ghê ghê ghê. Sao lưu thôi. Tại em tưởng tại em tưởng là con gái nên em nhường á. Giờ đánh nữa là chết thật á đúng không Sanel? Đúng rồi. Không biết cái vương quốc này có gì mới không nhờ, dẫn anh em đi tham quan. Ờ, dẫn đi tham quan phát đi. Chú heo. Tham quan à. Chú heo con thế ở bạn chào luôn. Chào mừng anh em đến. Thế chào mừng anh em đến với vương quốc của vị béo. Vị béo. Vị heo nhá. Thế là tự nhận là vị béo này. Đây anh em, đây là cái máy pha mía do Lê Nhật Vị. Ủa sao nó nổ mất cái ở trên đầu rồi? Ơ. Ủa? Sao lại nổ rồi? Rồi. Rồi. Khu này view đẹp quá nha. Bên của em. Man ạ. Hay đấy. Ủa nhưng mà nhưng mà Vĩ ơi, thanh niên Thịnh là đang ở đâu đây? Thanh niên Thịnh biển rồi nè, Thịnh đi làm hải tặc rồi. Hải tặc. Đúng rồi. Tao em Vin. Em có vị trí không? Sau khi thăm nhà em xong rồi anh em sẽ qua thăm nhà bên kia. Có. Em là Sơn. Có. Em là Sơn Tặc Heo. Sơn Tặc Heo. Em có vị trí nhưng mà anh coi mấy bạn fan em này. Tại mấy con heo vậy? Ôi, coi mấy bạn heo đi rồi. Ê! Đừng! Phát đi! Đừng! Anh muốn ăn một bạn fan nào đó. Ôi! Để em coi thử bạn fan nào muốn cho anh làm thật. Anh nhập Vĩ ơi! Em... Anh nhập Vĩ ơi! Em ăn server 7... 7 boss nhá. Đâu 7 boss đâu? 7 boss đâu? 7 boss đâu? 7 gà đâu? Thằng 7 boss có nhiều lắm à. Thằng 7 gà đâu? Ôi đây thằng bảy gà đây. Đâu? Đây. Đâu rồi, nó chạy rồi, bảy gà chạy nhanh quá ta. Đây bảy gà này. Bảy gà. Ôi. Ôi trông. Dương Phạm à. Ok, anh xin tí huyết vậy thôi, tí huyết heo mà. Rồi, em có đường đến được nhà của thằng Thịnh nô lé hải tặc âm 300 mấy á. Ok let's go. Đi đường này đúng không? Đi. Anh đi theo. Đúng rồi. Anh đi theo cái hướng của cái thuyền á. Đi theo cái hướng. Thuyền á là anh sao? Anh thẳng là tới. Trên đó có một cái thuyền, anh đi thẳng tới là tới. Ôi tới ca. Rồi đi trước nha Bí. Chỗ này là chỗ xảy ra chiến tranh ở phần 2. Hello. Ủa xong ở đây ra thấy tới 2 miền hành luôn vậy anh em. Ông căng rồi đó, mấy ông căng rồi đó. Không, chôn, qua thu thuế. Trả thuế đi. Ủa thuế trả mà. À trả rồi, có hết. Ủa? Kỳ vậy ta? Sao qua đó nó hiện hai miền hình đến đây mà? Hảo thôi mấy. Chắc là do Cedar rồi. Hồi tắt Cedar đi các bạn ơi. Trời ơi. Cho dễ đánh nhau. Ủa anh em đâu hết rồi? Ủa? Mọi người đâu hết rồi ta? Hello? Ui cái hướng này ghê quá anh em ơi. À thấy à. Giờ bên tôi với anh Dô phải anh em nghĩ sao? Bên tôi với anh Dô khác rồi. Bắn nhầm. Dun Phan C. Ê, không bắn nha. Nhầm anh ơi.
Không có nhầm gì đây, không có nhầm gì đây cả. Đánh xong cái giờ kia nào là sao? Rồi. Không có sai sót ở đây. Đâu, ai ai đánh nào? Ai đánh ai? Bán tôi. Có thuốc không bán? Jun bán em. Có thuốc không anh? Jun nào? Làm ở đây làm gì có Jun? Có. Jun rank C nè. Quốc tới không? Quốc hay gì? Quốc hay gì? À thuốc hả? Yeah. Được nè. Cái này là sức. Ui. Cái này một pick cho một kế mọi người là đau nè. Tun ra đi. Nói tun ra đi. Nào. Nói tun ra đi. À ok. Cho em. Thật lẽ con giật. Rất tỉ chiều thôi. Em luôn. Đi chat tu 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 tu. Chanel không có liên quan đúng không? Đúng rồi. Anh em qua thương thế thôi. Đây các bạn, chào mừng các bạn đã đến với trận chiến ngày hôm nay. Chúng ta đã có một phóng sự về trận chiến giữa Neo. Chanel hỏi chết queo. Và hôm nay tôi là Chanel. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phỏng vấn ở team của chúng ta. Và có một trận chiến đang ngay gắn ở đây. Và tôi là phóng viên. Chóng rồi, chóng rồi. Bên kia chạy rồi, bên kia chạy rồi. Ôi, nhầm bạn. Xin lỗi bạn. Cho xin. TK. Ê, TK có đoán. Cho em ít gì thôi. Ây da, để em qua nha. Để em cận chiến nha. Ok. Có thuốc kháng lửa không anh? Em mượn. Chúng ta đang có một trận chiến ở đây. Không có, em không có một trận chiến ở đây. Ok. Đấy, run. Sao? Run đâu? Ok, bạn. Và đây, tôi sẽ đi góc nhìn của anh Geocas. Lắm. Chúng ta sẽ vào góc nhìn của Geocas. Anh ấy sẽ lúc ra. Chạy nhanh đấy. Chạy nhanh thế là mất tích rồi. Cái thân điên này chạy nhanh quá. Tôi đang thủ cái bay đi nhá. Ôi nhìn nhầm. Liệu ai sẽ là người chiến thắng trong cái cuộc chiến đấu này đây? Ok các bạn, góc nhìn rất là chân thật. Chanel là vướng quá nha. Cho Chanel xuống. Dạ. Xém đếm đánh nhầm. Mai anh cắt này mình bị giãn thôi anh cắt. Anh đánh với Thịnh nô lệ. Em đánh với Haru rồi. Không muốn đấu với bò đâu. Đau lắm. Bò. Bò. Đừng bắn anh. Ủa, Jun đâu? Em đánh với Haru. Nico Nico Shaman. Bò. Ủa mọi người đó hết rồi. Ui lắc thế. À đây rồi. Đây rồi. Đi rồi. Chứ, hai cái dứa chà bá gì nè. Đây rồi. Hai cái dứa bụi chà bá gì. Rồi. Chà bá gì nè. Chà bá gì nè. Đây rồi. Chạy nhanh lên Snail rồi. Đây rồi. Chạy nhanh lên Snail rồi. Đây rồi. Ây á. Ôi rồi. Ôi ôi. Nhanh ơi. Nhanh quá. Đây rồi. Đây rồi. Em đánh nhau. Cho xin cái to tầm với. Tơ hai web là không enter được anh ơi. Ê, vô cổng. Chạy vô cổng. Chạy xuyên cổng. Ui hết enter rồi. Ê, vô cổng. Không. Vào đây. 2-1 được. Chạy rồi anh ơi. Chạy nhanh thôi. Thế cho nó dễ thấy. Tàn hình hồi sinh. Đâu ai? Phải đây. Gì? Đâu ai? Em gì với anh Du, em sẽ bây giờ trận này mình đi theo đi. Mọi người đã hết rồi. No. Chạy. Mọi người đã đi hết rồi. Không phải đâu. Nani? Nani kore? Nani kore? Cứ sao mình bảo
Anh Du ơi, khứa Seven cống cho em một stat kim cương này anh. Nó có quỷ đen gì anh? À là cống cái đó để làm gì vậy Chanel? Anh nhớ ngày hôm qua anh đóng rồi mà. Không, không biết. Bảo anh mua cái gì đó. Mua gì? Không biết. Mua gì là mua cái gì? Ờ? Chắc là mua đất thì... Oh, có một cái giường Ender này. Hello. À, cơm mắt. Cơm mắt. Em bên thỉnh đúng không? Em bên thỉnh đúng không? Đâu, em đâu có, em bên vĩ mẹ. À thế à, nhầm. Ôi, sorry. Em đang đi tìm vĩ mẹ. Vĩ đâu nhờ? Em nhổ qua thỉnh rồi. Ui, mấy thanh niên đi xa đấy. Mới 13. Đi quá xa rồi. Đi xa thật. Giờ phải lưu, nhớ lại cái đường mới được. Thôi, đi về thôi các bạn ơi. Thanh niên, mấy thanh niên chạy hết rồi. Thanh niên thảnh ngày qua đội săn mình các bạn. Giờ mình qua mình lụm liền các bạn. Cảnh cáo thôi. Ui, đâu mất tiêu thế. Haru đang gì đánh bên kia, ông ấy mặn lát, ông ấy ảo. Yun tắt phải không nha? Yun tắt đâu, vậy đâu. Yun tắt tun đi thôi, tôi nhầm. Chắc tun. Có tun sao giọng này xuống tun được. Thôi chắc về qua nhà Vĩ tham quan tiếp. Đánh thêm lần này anh ơi, thằng này xúc phạm em. Thôi bây giờ chúng ta đi qua bên nhà Vĩ tham quan tiếp đi. Ê, Haru vô gì cả. Tôi lên cũng vô. Ê, nhưng mà Thịnh nô lệ. Sao? Nô lệ anh ơi. Sao? Bạn em team Trịnh Nô Lệ, thằng Helen ấy. Ui khó nên thế. Nên là bêm luôn nó rồi. Bêm luôn hả? Vâng. Ok. Đây, nãy bên này này. Xa vậy? Này, bên này này. Haru này. Haru. Ê, từ anh ơi, từ. Ông mạnh á. À, thế à? chị đi đâu? Haru nãy nghe nói mạnh miệng lắm. Mới bị out game mà, từ. Đến, mới bị out game. Chơi gian quá à. Out game là mạng em chứ. Liên quan gì? Chơi gian quá à. Không sao anh ơi, anh giết anh nhiều lên nha. Em có mười mấy cái tổ tầm đó. À. Đánh run. Em còn hyper. Thôi cứ ngồi ở đó đi. Không sao, ông ấy đi đâu em đi theo. Ê, đưa về bay đó. Yeah, Haru chạy đi đâu đấy? Còn lấy... còn to ông Jun. Em hết rồi anh ơi. Ui khó nhỉ. Có mười mấy cái. Chạy nhanh quá. Đâu nghe nói có mười mấy cái tàu tầm đúng không? Bây giờ thay vì pop thì đưa một cái. Một cái nè. Đấy. Lạ. Thế anh. Nhiều lắm, nghe nói nhiều. Nhiều tàu tầm á. Á. Ông ấy lát quá hao luôn. Thật không nha. Thôi nó chứ rút Haru ơi. Ồ rút Jun ơi. Vâng. Thôi không cam nha. Hết đồ rồi. Đánh cái này không có táo mình cần thuốc nhiều lắm. Em có cúp mềm mại không? Lấy cái đường giùm anh ơi. Em lấy. Ok. Thôi đi tha đi. Cảnh cáo thôi. Chắc ông phải lên đánh. Ui, Blood Moon. Được kìa. Hello, rồi, sao cuộc chiến trở về? Đâu đi. Nè, Jun. Dạ. Sao mát cởi đồ hết rồi? Còn á. Chết bên nhà bên thần bắt hết đồ rồi. Ủa, ai giết em vậy? Tự tí chết. Bụng 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 anh ơi. Con heo dương phạm à. Giờ không quay được chứ. Đi hô à. Qua đi, thôi anh qua nó giết anh á. Nó chặn rồi. Rồi dương phạm là phải cài rồi em ơi. Chặn máu không quay được. Dương phạm chết rồi. Con heo.
Qua đây xin tí lúa nha, xin tí huyết nha. Ủa? Tại sao? Tại sao dân làng lại ở đây? Vĩ ơi! Ê! No! Bạn mua... fan của em! Anh mua ít thịt heo nha. Ơ thằng nào bắn cung hết trơn nha. Nhưng mà đó là những bạn fan trung thành của em anh ạ. À thế à? Không, anh đánh những người không có fan đấy. Chạy rô này, chạy rô này. Anh Gio xin ít thịt fan anh em ạ. Thịt fan? Nó biết... Ê, ê, anh Gio ơi, anh Gio ơi. Thằng Helen cũng... biết là team team em với team nó đánh nhau ấy. Team mình với team nó đánh nhau ấy. Dạ, anh hết thuốc rồi đó, anh sắp hết thuốc rồi đó. Ờ, anh Nhật Vĩ ơi. Vĩ ơi, anh mua tí thuốc, Vĩ ơi. Anh có thuốc kháng lửa không ấy nhờ, em mua nào. Em á. Thuốc hồi hồi máu. Ơi. Oh my god. Nhanh đi Vĩ ơi. Thuốc máu em có này. Cho anh này, cho anh. Có, em không có thuốc, em không có thuốc. Sức mạnh nào, Jun? Sức mạnh á. Em không có, nhà em không có làm được. Em không có làm thuốc. Nhà em đây anh lại đây. Anh vô lại đây em cho anh có này này. Em cũng phải có chứ đúng không? Xong nghèo đi anh. À đó, tôi 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 em không xài thuốc. Chạy đi. Vậy vậy mua tí ngọc quý ơi. Ngọc Ender, Ngọc Ender. Ngọc Ender. Ngọc Ender em còn có một stat thôi trong người em á. Thêm mua 10 viên đi. 8 viên đi. Cấp bi đâu? Anh mát ơi, cấp bi đâu? Đây. Không, cấp bi của em. Cái này đâu ra? Của anh là 2 kim cương. Ok. Của anh là 2 kim cương. Ok ok. Ai cơ trắng nha anh. Đây Vĩ, đây. Rồi, nữa. Gì vậy? Sao bộ này nhiều set đánh đấy nhở. Cờ trắng. Anh ơi, sớm giờ em bị set đánh 3 lần rồi đấy. Em phải treo cờ trắng nhiều vào, treo này không ai thấy đâu. Ờ okay. À. Hoặc là xây một lá cờ bằng lông cừu ấy. Xây một lá cờ trắng rồi anh. Đúng vậy. Bây giờ chúng ta còn phải xây một lá cờ trắng thì to à. Đúng rồi yeah, đó. Thằng Helen biết chuyện rồi. Không sao. Ủa, Helen này hơi khó ăn đấy. Ừ, hơi khó à. Nhờ mình cũng đang cạn thuốc ấy, chắc phải về bay thôi. Đúng rồi anh ơi. Về bay làm thuốc thôi. Ủa, em nghĩ là phải khám phá chỗ này tí chứ nhỉ? Chỗ này đâu còn gì để khám phá đâu. Cho Vĩ giới thiệu qua sơ từng khu của em. Thôi chắc anh đi trước nha, đi vô Rizun thôi. Ê, anh ơi, kêu. 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 Quá. Jun. Go go go. Hình như không. Ui. Anh ơi, này này. Gì vậy? Blood Moon kêu lại. Thôi quay lại hỗ trợ họ. Sao đây? Sao đây? Anh ơi, kêu. Con này này, con này mạnh vậy. Con này này, dưới đây, dưới nước. Con này này. Con nào? Zombie. Này mặc giáp kim cương rồi. Ê. Xuống đây. Cái con mà chân dưới này từ ra mà chân trên là kim cương ấy. Thằng dưới nào này rồi ra ấy nhỉ? Ui nhìn cảm giác trâu nha. Blood moon, blood moon. Ai khó chịu đấy. Gì nữa nhỉ? Sao nó nổ đùng đùng. Một con nó gì mà nhỏ mà có vỏ vậy vậy. Thanh niên vừa vô lại thấy blood moon ngao luôn. Nó biết bơi rồi. Nó biết bơi rồi. Biết bơi đấy. Ui. Ui, tắc. An toàn chưa nha. Ui, khu này Blood Moon cũng an toàn phết nữa Vĩ. Đâu có quái gì đâu. À, đâu có quái vậy anh. Anh ơi anh, vậy là anh chưa biết chơi rồi. Vậy là anh chưa biết chơi rồi. Khu này an toàn mà. Có một con an quỷ lửa này. Con boss. Sáng giờ em mắc cũng này. Phải hơi bị nhiều rồi đấy. Sáng giờ em mắc hơi bị nhiều tô tầm đấy. Không sao. Đi chưa? Ôi. Quê dạ, Seven bị giết rồi. Seven vừa bị giết rồi anh ạ. Seven lắc nhờ. Không, mạng em á. Mạng em có 3 bảy báo với anh vừa bị giết rồi kìa. Thằng bảy báo với anh vừa vừa mới bị giết rồi kìa. Bảy báo bị ai giết? Zombie à? Không biết. Anh lên anh thử cái con Creeper kìa. Không, nói lên chung là đánh mấy con này ra đồ nhiều người ngon lắm nha. Nhiều đồ ngon lắm. Nhiều đồ ngon à? Ờ. Quấn nó. Đấy. Ôi, nổ phát đúng đau luôn ấy. Mời. Thôi không đùa được, không đùa được. Tụi Blood Moon này căng quá. Trước em nam farm ở bay anh ấy, chứ nhờ tự nhiên có con Creeper đằng sau lưng em chết luôn. Đám nó to ấy. Anh Gio có like không à? Anh Gio ơi, anh Gio, mấy bạn hỏi là anh Gio có like không? Thôi thỏi không? À, không, xin lỗi. Có.
Ôi ôi, cái chuồng heo rồi đấy, cái chuồng heo rồi đấy. Ủa? Thôi xong cái chuồng heo rồi đấy. Xong cái chuồng heo của em rồi. Trời ơi. Không, đừng đánh mất ơi, từ từ. Để nó tự biến mất. Gần hết rồi, đừng đánh, nó tự biến mất. Sắp hết rồi, sắp hết rồi. Sắp hết rồi. Zombie này hiếm. Nó tự biến mất, đừng. Ui ôi, con này nó ở trong đây luôn này. Đừng. Ủa thôi xong rồi, trời mưa nữa. Chết rồi. Dạ. Rồi, đừng quýnh mấy bạn fan của tôi. Ui, kem. Chết. Yeah. Rồi, yeah. Sống sót qua một đêm rồi anh em. Tuyệt vời. Yeah. Và thế là mình đã nhận được cái gì? Yes, farm dạ nhận được cái quần què. Thôi, trả được gì? Em cá nhá. Em có thể khẳng định rằng ấy, là team bọn Thịnh ấy sẽ quay lại đây và đánh lần nữa ở bay này. Đúng rồi, cho nên là mình về nhà thôi. Let's go. Bay này không được toàn vẹn đâu. Treo cờ trắng cũng thế thôi. Còn tôi tạm ông Jun hát rồi đúng không? Em còn 2. Anh còn 4. Ui, lấy theo chiếc thuyền luôn Jun ơi. Đập thuyền luôn. Go. Hình như đường này về nhà mình đúng không ta? Đúng rồi anh ơi. Đi thẳng rồi đi. Nguy hiểm quá. Mà mấy thanh niên cứ mạng lắc thôi. Hả, nãy thanh niên Thịnh là đang đánh em hay sao vậy? Ừ, Thịnh với cả Haru đánh em. Còn em cứ sao... gì đánh theo Haru. Sao xíu anh đâu thấy Thịnh nữa đâu. Thịnh chạy trước. À. Còn em theo Haru ấy. Từ để anh tí. Nãy là thanh niên Thịnh hết máu chạy sao ấy. Đúng rồi anh ơi. Thịnh bỏ Haru. Vậy là thanh niên chưa có chuẩn bị đồ. Thôi chắc về farm thôi Jun ơi. Giờ mình cũng đang thiếu đồ đó. Đánh hoài nè hơi bị thiệt á. Giờ cái áo em sắp nát rồi. Về sửa đi. Nhà mình mấy farm vẫn còn mà. Đúng rồi. Từ để nhắn sẽ vành phát. Em nhớ anh 7 team mình à? Ờ đúng rồi. Sẽ vành team mình ấy. Thấy thông tin thôi chứ VVB thì chưa biết. Đầy đủ đúng không anh? Không. Team mình hình như là có anh nè. Em nè, Seven Boss với Killer Hậu. Ừ. Ui em nhớ được về nhà không đấy? Em nhớ anh đi thẳng đi. Cảm giác sai sai. Cảm giác sai sai. Ngả sang phía tay phải xíu. Ngả sang tay phải. Ok đây. Chưa? Rồi. À thấy đi 7 đang đợi mình ở nhà. Hình như là bên mình đang xây cái khu chế thuốc ấy. Tại vì cái khu chế thuốc ngày xưa anh có nhưng mà bị mấy thanh niên đập đi hết rồi. Vâng. Yes sir. Xa quá ta. Anh dễ sang bên trái. À đây rồi. Mấy này em có vào khu căn cứ của mình không? Có anh ơi. Hôm qua em mới bị cái con creeper nổ trên kia. Máy farm à? Từ để kêu rồi bảy ra đón. Khu này anh đang định xây cái cầu từ nhà mình tới nhà Vĩ luôn. Sang bên kia là khoảng cách 1.000 block ấy. Là cũng nhiều đấy. Cũng nhiều đá đấy. Nhớ thủ chiếc thuyền bên người nha. Vâng. Ok, về nhà thôi. Biết thanh niên 7 đang ở đâu nha. Đi này nè, Jun này. Xem giường trên map này. Rương của cơ bay nhưng mà cơ bay qua bên team Vĩ rồi. Hello. Có ai nhà không? Ôi xét đánh. Ôi cháy nhà, cháy nhà. Xét đánh. Dập lửa. Ủa sao em mất hết đồ rồi bảy? Em bị hai con Reaper nổ, con này nổ xong, con kia nổ. Rồi đồ đâu? Thì nó nổ cái bài luôn đồ đó anh. Đèn đi. Đèn thế, giờ phải cày lại à? Hồi sáng em đào được 4 tác kim cương. À hơi cũng được. Nhưng mà Netherite thanh niên Thịnh giữ hết rồi. Giờ giá bộ qua bản xinh xinh chứ em sao? Em cập nhật tình nha. Ok đi lên máy bay, ở đây lên khu farm đi. Khu không có xài được nữa anh ơi. Sao hả? À? Anh nhìn kìa. Ủa ai phá hả? Hồi sáng nó phá tàn nát luôn anh ơi. Reaper hả? Vâng. Không, ai lên phá đập nát cái máy phá mình luôn á. Vãi.
Đâu? Jun Jun farm mấy farm này lúc nào đấy Jun? Em farm từng qua anh ơi. Sáng nay em không vào. Sáng nay em vô là thấy mấy farm nát bét luôn á. Ê đập mấy farm nha. Đi lên xem thử. Ủa, cái đường này lên đúng không ta? Lên tới đây là hết nghe mấy thanh niên nói gì rồi các bạn ơi. Cái tòa thành vẫn đang xây dang dở nha. Ơ à, có đường lên à? Ủa vậy là mình tưởng đó cái đường nước bị đập. Ui, làm đi đường này lâu thật. Ngáo liệt. Thôi không sao các bạn. Này mà tắt cái nước đi nữa là mệt nha. Thời gian apply chắc phải đi farm thêm tổ phẩm các bạn. Ôi 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 ôi. Rồi anh biết ai phá rồi. Ai phá hả? Blood Moon. Còn cái này nữa nè anh. Đâu? Dân làng chết chưa? Ủa dân làng đâu hết rồi? Còn hai người thôi. Moon rồi. Còn hai thằng. Moon rồi anh ơi. Ờ Blood Moon. Tại vì nó lộ liễu quá. Anh nhìn con này này. Anh nhìn con dân làng này anh hiểu này. À ok. Đúng rồi đúng rồi. Rồi luôn. Mốt là chắc phải xây dấu dân làng rồi. Anh em định là đổi căn cứ anh nghĩ sao? Oh my god, đổi căn cứ là phải xây lại nữa đó. Được anh, chứ xây cái này mình xây thì mình cũng bị phá nữa. Đâu, cái này là dân làng, ủa mấy con zombie phá mà. Nè em thấy không? Kiếm chỗ nào, kiếm nếu chỗ mà nào nó an toàn hơn xíu. Nếu mà nó phá là nó giết con này luôn rồi. Nhưng mà anh ơi, nếu mà spam Blood Moon ấy thì phải có một player ở đây. Khó nhỉ. Thì đấy. Vậy là có người cái này là có người farm cá ở đây xong rồi bị phá đây nè. Chắc vậy á. Batika là thường qua đây cũng farm cá đó mình. Dạ anh em còn mấy farm nào nữa không? Còn mấy farm bên Snail đúng không? Còn... Ờ đi thôi chắc qua Snail farm cá tí anh em ơi. Còn khu này chắc tạm thời bỏ đây đi. Nó có cái đường xuống bên đây nè. Cái đường xuống đặt lắm đây. Ồ, TK bị giết rồi. TK bị giết rồi. Ơ à. Vậy báo thiệt chứ. Rồi, TK làm gì mà bị giết vậy? Em đang xin tọa độ để qua. Giờ qua em bị giết luôn á. Cái gì? Nó ông ấy kêu là bay mấy ông á. À, là hình như là bay Nhật Vĩ hoặc là bay này. Bay Vĩ á, bay Vĩ á. Ừ, bay Vĩ không. Nhưng mà giờ qua là em bị giết luôn á. Tại vì em đâu còn đồ nữa đâu. Đi xuống này coi nữa hay Jun. Bẫy gà không còn đồ, sao đi theo được đây bẫy gà. Ôi. Ờ. Bụng ma. Bụng ma. Bụng ma Anh Quốc. Xuống đây coi cái máy farm nhện còn hoạt động không. Hình như bị phá hay sao hả ta. Thế máy farm zombie còn hoạt động không? Ui, máy farm nhện bị phá rồi. Toa rồi. Này có người đập nè. Chứ zombie nào mà đập một lỗ vậy. Thế. Ui, chắc phải chuyển bay rồi. Nếu mà có zombie là con dân làng này nó phải thành zombie rồi. Đúng rồi, ơ, TK. Ủa? Ông bị kêu ở... Ơ, TK đâu? À, ông bị kêu ở bay Nhật Vĩ à? Đúng rồi. Ồ, bây giờ mình qua là mình chết đấy. Còn khác anh chưa? Nhà mình á, em bữa em có để mấy viên mấy tóc ngọc em đợi ở đây là cái bị lấy hết chưa? Bị lấy hết luôn. Cay bị... nhở. Cay thế. Em hết ngọc ender rồi. Anh còn 9 viên nè. Ô nát. Ok. Đồ nhà mình không còn gì luôn. Bỏ nhà bay mình... được rồi anh ơi. Ừ bỏ được rồi, anh thấy khu này là hết dùng được rồi. Khu này như khu cộng đồng mấy anh ơi, người ta cần đến lấy hả. Đến đây cái chỗ mấy phong nhện cũng vô độc luôn nè. Người ta chơi xong bỏ. Chơi xong thôi, bỏ. Có cái đồ gì gom theo đi anh em. Có nào gom được gom đi. Cái gì block anh. Lấy block. Xem coi có gì thì lấy nha. Ủa khu chế thuốc ở đâu nhỉ? Như bên đây sao anh em.
từ xuống dưới coi cái. Hiện tại là khu bay này chắc không dùng được nữa rồi các bạn. Phải đổi thôi. Có cái chuông. Ơ hết rồi. Ủa gì khu chế thuốc đâu ta? À, bữa ông Bảy nó mới nói xây mà xây đâu nha. Bảy ơi, khu chế thuốc đâu ạ? Dưới này anh ơi. Ủa bên đó hả? Zone up à? Zone up là không ai hổ tống á. Giờ qua chỗ mới cái đi rồi up zone. Okay. Đang chưa ai... Đem đi, đem gom hết đồ này đi qua bay mới thôi em ơi. Gom hết đi. Mày cá lên hộ này luôn. Mày hết luôn. Cái đe kìa. Lên dọn đồ. Trên mấy farm còn đồ nữa. Còn mấy đồ chết. Coi còn gì ngon dọn hết đi. Otika. Không lấy cát linh hồn à. Ê, chưa có tem. TK làm kẻ lang thang. TK là gián điệp 15 mang. Từ đầu bây giờ là em không có tem. Em là gián điệp ngầm mà. Con dân làng này giết luôn hả? Để lại đi. Mà sao video này sợ nó bị giết quá. Bảo Thái là giết em đúng không Jun? Đúng rồi, đánh. Ui cứ tưởng nó là liên minh đấy chứ. Nhưng mà cứ đến xong rồi nói chuyện bình thường đi. Nếu mà manh động thì mình manh động luôn. Mình hết đồ rồi. Mình đánh quá nhiều cuộc chiến rồi, giờ nghèo rồi. Đi lên còn Enderpearl thì còn chạy được. Đi lên mấy farm xem coi còn gì nữa không. Vâng. Anh nghĩ trên đó chắc cũng còn nhiều á. Rồi tí nữa qua bên Snail farm, anh farm ngọc cho. Giờ đi kiếm khu mới đi. Let's go. Chắc ở đất liền á Jun ơi, đừng ở biển nữa. Ở đất liền. Ơ xem lên nhánh nhỉ? Bơi anh, bơi anh nè, cắt thật. Rồi xem còn gì lút luôn em. Còn sắt đây nè. Sao lấy băng làm gì? Băng em chạy vô nhanh anh ạ. Ok. Bên đây có mũi tên nè. Mũi tên. Chai thủy tinh nè. Lấy chế thuốc. Mắt nhện. Ui, mũi tên nhiều vậy. Gì đó. Lấy đi TK. Sắt mình cần không anh? Lấy ít thôi nha. Sắt, lấy sắt luôn. Okay. Lấy hết đi, lấy cái nào lấy được lấy. Cái máy farm này chắc hư rồi. Anh ơi. Anh ơi, em báo một tin buồn nhá. Thịnh nô lệ đang qua. Bây giờ thanh niên về chuẩn bị đồ rồi, mình đang hết đồ quá. Thôi chắc rút thôi anh em. Rút bên này anh ơi. Đặt thuyền rút anh ơi. Đây anh có thuyền nè. Đây nhảy xuống là cút luôn á. Nhảy xuống là cút á. Không. Có thuyền mà. Còn ai có thuyền thì đặt nha. Rút anh ơi. Tìm địch qua. Ê em rút vậy là ngu rồi đó. Đi hướng khác. Đi hướng khác. Đợi em. Chậm lên nha. Chậm lên. Nhanh. Mặt khẩu 3 chữ W nha anh em. Cho TK theo không anh? Hello. Tôi theo đi anh. TK sao anh? Đi đón này đón. Cho theo luôn. Với cả nhanh. Tim địch đâm bàn bạc ấy. Nhanh. Kêu khứ vô group luôn Seven. Rồi, let's go. Bát là 3 chữ W nha TK. Mình đang hút cái bay cũ này là nó hút 1500 lock rồi đó anh em. Đây em đi hướng này là bị xăng á Jun ơi.
Hướng này là nghe bay luôn, em biết. Ai, ai hỏi? Thằng Helen anh ơi, thằng Helen. Ôi đừng tiết lộ nha. Đương nhiên rồi anh. Đi 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 đi. Chờ đoán, chờ đoán. Ê nó hỏi anh nữa nè. Chờ đoán. Ủa nó tìm... hỏi em là... Đoán à? Tìm thịt anh ơi, tìm thịt. À tìm thịt à. Nãy mình xung đột với team nó hỏi là team mình xung đột với team nó à? Thì em bảo ừ. Nè tớ nhận nè. Xuống đây. Đi đâu vậy? Anh đâu rồi? Bên này. Đi tiếp. Ghi tên anh ơi. Go. TK. Ủa đây là cái chi? Thanh niên run leo nó làm gì vậy? Hướng này quá nhập tỉnh rồi. Rồi, đi hướng này chuẩn rồi, Có ai sau lưng không? Không. Kim mát là bên thận luôn đúng không? Điên rồi, xe nhà dưới nước bị úp là chết luôn á. Xe nhà trên trời. Nhà trên trời leo lên đó. Là trên núi đó. Nhà trên trời thì thấy giống kiểu như hồi trước á. Là sao? Là kiểu giống như cụ thể đó, là mình thấy có mặt cái miếng là nổi chết bỉ như nè, xong bắt lên trời. Ổn không? Cũng hợp lý mà. Được, có gì lỡ ốp hay gì đứng trên kia nhảy xuống xong bơi chạy luôn. Cũng được nhưng mà say hơi cực nha, rồi sao đem bò động vật dân làng này lên. Đúng không? Ê, chưa nghĩ tới. Cái đó nó hơi khó đây. Ôi tới. Ok, căn cứ gần đây rồi, hợp lý rồi. Nhà bên kia. Đó đi nghe. Chỗ này cách bay cũ khoảng 1k block. Còn cách bên gì nhỉ? Bên bay Nhật Vĩ là cũng 1k block. Người cách bay Thịnh cũng 1k block. Ui. Ừ. Okay. Khu này là khu trung gian mà. Anh đi sâu vào chút. Sâu vào rừng chút. Để bay ở biển này dễ lộn. Ủa. Ờ. Cái khu kẻ cướp ai lút hết rồi. Trời. Ủa hai mình xây lại, mình trốn sống cho nó không anh? Thôi. Nhìn thấy lấy hơi mệt rồi đó. Sửa lại là hơi mệt đó. Người ta đốt chán chê. Thiệt đánh ơi. Ê, đặt thiệt ấy. Anh ơi, em bị cái gì cắn anh ơi. Đi, nhanh. Con xương kìa, go. Đi qua khu này luôn đi, khu này lỏ lắm. Hôi mò, biết bơ kìa. Khu này loot sạch rồi. Ủa là mình đi ra khỏi 1500 block. Đâu? Chưa. Mà mình đang đi ngược chỗ, lại chỗ mà. Chỗ này mới âm 500, âm cả trong. Ôi, đông gãy. Ây da, đau nha. Chết anh vừa rồi. Ây da, ôi. Ui, nghe tiếng nổ ấy. À, đâu này ở đâu? Em nghe tiếng nổ chứ không thấy tên. Đây, anh thấy nè. Anh đâu? Anh thấy. Chui đi, anh leo lên. Leo lên nhà an toàn hơn á. Tóc chui này an toàn hơn á. Ôi. Mấy thằng điên trốn. Ôi, cung này, nhìn cung này. Cho xin cái thằng điên trốn. Oh my god. Đưa em. Cho xin cái này đi. Đưa em mượn. Ôi, ở đây thiệt luôn anh em. Không. Ở chỗ khác nè. Ở đây nguy hiểm lắm. Cho xin cái này đi. Thôi, vô nhà nấp thôi. Đi lên săn quái. Chui. Nè, vô đây an toàn nè anh em. Vô đây an toàn hơn đây. Trời ơi, trong nhà này có ai vô được đâu. Đâu. Ở đây, cái nhà ngon luôn ấy. Nè, bên đây nè. Ê! Con chó của ai vậy anh em? Xử luôn rồi.
Ôi, Arup, 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 Thanh Niên Thạnh vô rớp ơi. Arup, Arup, Arup. Arup, Arup, Arup. Arup chưa? Không. Chứ nợ, 3 chứ nợ. Có người tiết lộ, có người tiết lộ nha. Nghi ông này quá ta. Bắn không? Bắn luôn không? Giết con kìa. Ôi anh ơi, chú dưới cái đi anh ơi. Trời ơi, ông đem cung kìa. Trời ơi trời. Người ông này quá ta, tự nhiên sao Thanh Niên Thịnh biết mặt khẩu nha. TK, TK đi ăn rồi anh ơi. Ơ, vậy là không phải TK à? Chắc đóng mò anh ơi. Em biết Thanh Niên Thịnh vô rút mình ông Jun. Không không, em chịu. Thanh Niên mới vô ấy, anh mới ao ra. Anh nói, anh bá chứ nói. Ôi, quái tới đông lắm nha, thôi đi rút đi. Thôi ngồi treo thôi. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Nhanh 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 nhanh. Đứng trong cửa này, này Ripper đâu vô được. Ripper nó ra khỏi chỗ em chưa? Chưa. Mấy Ripper nổ là chết luôn á. Để cứu được khác là quỷ lửa nè. Quỷ lửa đang ở chỗ anh nha. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Cháy nhà anh ơi. Chui vô, chui vô. Rồi ok. Xong. An toàn tuyệt đối. Sắp hết chân máu rồi. Trời sắp sáng rồi. Nóc nhà lại. Nó bị cháy. Ok ok. Này đến gan xử. Ripper. Không được, không được. Nổ là chết luôn á. Nãy nổ anh nửa cái máu full giáp. Em bị nổ. Hình như có cái cửa nó đâu có làm được gì mình đâu đúng không? Coi, lộn ra. Chết rồi, chết rồi. Ripper chát gì cả. Trời sắp sáng rồi. Cố lên anh. Thôi đừng ra ngoài, ở đây thôi, ở đây thủ. Ở ngoài thì mấy con bắn cung cũng đau lắm á. Bảy à. Ui. Lắp lại luôn, lắp lại luôn. Hình như hết rồi, hết hết mấy con mạnh rồi. Bảy ơi. Trời gần sáng còn mấy con cùi không à. Xử được, xử được, xử được. Cố lên anh, em xin anh. Xử được, xử được. Hello. Rồi, lụm. Trời ơi, giờ này ông Jun mới vô. Xong rồi, chắc đi tiếp được đó. Thằng trái luôn kìa. Trời sáng rồi. Em tìm được cái chỗ. Em tìm chỗ thích hợp anh ơi. Đi đi đi, đi 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 đi, let's go, let's go. Đi tui đây, đi tui đây, đi. Ủa, Ripper kìa. Anh giết giùm em con. Tôi dùng một cái cầm của mình cho anh luôn. Ok. Thành công, thành công. Sky thường, sky thường. Đấy, kìa con kêu mất rồi. Anh, qua đây anh. Đây, đây, đây. Em không hai người đi nè. Thôi từ từ, để anh tí. Đó, where? Dưới kìa gần, dưới kìa gần. Chỗ đó, dưới kìa gần. Đó, chỗ mọi đứa đây. Let's go. Let's go. Ui, khu này nguy hiểm lắm. Cú này được anh, chỗ trong hang này nè. Thôi, ra ngoài kia đi, cho gần nhà mấy thanh niên đi. Có gì mình còn tương tác. Ủa cá rồi. Đi, gần kia đi. TK hình như là nãy chết queo rồi, chưa hồi sinh nữa. TK tạo group này. TK vẫn đang treo máy á. À, vẫn đang treo. Lui không có ngọc Ender đi hơi cực nha. Thôi, về spawn đi, rồi tìm khu gần đó thôi. Ôi, đi cực thế. Ban đầu anh đang định xây ở đây nhưng mà khu này đồi núi quá. Không có khu độc bằng luôn. Khu, với cả khu này bị đi qua rồi. Gần bay thịnh. Em biết bay thịnh gần đây không? Ờ, 7 boss đấy anh ơi. Giờ qua là chết á. Giờ hình như bên đó chỉ có Thanh Niên Thịnh thôi à. Mấy thanh niên. Mấy thanh niên thích đấy đang rủ mình qua spam ấy. Helen nữa. Đánh nhau. Ừ, Helen. Thôi đánh gì đi xe bay cái. Nhà nghèo lắm rồi. Helen chưa được nhiều người biết. Nhà nghèo lắm rồi.
muốn xây cái cờ trắng không? Em xây chưa? Em có dữ liệu. Được. Vậy xuống xây cờ cái đi. Thì cái cho an toàn cái nước. Từ về nhà cái đi, về bay cái đi. Gì? Kìa. Gì? Ôi, thanh giá ngược. Lâu rồi mới thấy biểu tượng này. Biểu tượng của bên Chanel. Ôi. Xa thế. Vai, chi nã diêu cát 30 kim cương. Rồi luôn. Bảo Thái mà săn là bỏ chạy em ơi. Bảo Thái nhưng mà mình đông. Nhờ bây giờ không có táo vàng đông. Cũng hơi căng nha, hơi khó. Kiểu thánh nhiều luôn kìa. Không sao mọi người. Bây giờ ấy, mình kiểu dưới nửa cây là mình phơ đi ăn rồi. Ồ chắc chứ vậy. Chứ bây giờ không có táo hiu lâu lắm. Đúng rồi. Ủa? Giờ chỉ có dùng thuốc thôi. Tôi bắt nó lại táo hả? Ăn cà rốt vàng hiu nhanh hơn đấy anh. Nhưng mà cà rốt vàng cũng hết luôn rồi. Giờ cần phải xây một cái bay để trồng trọt cà rốt này kia. Anh có đem thêm một stack cà rốt nè. Giờ đi ăn cắp vàng nữa thôi là xong. Giờ anh muốn có vàng không? Em đi đào cho nó. Khỏi đào luôn, đi mua. Đi mua của ai? Ê, vô bát đi, vô group đi anh em. Mật khẩu một dấu chấm nha. Một dấu chấm phát hiện anh ơi. Ba dấu chấm đi. Ba chấm. Ba chấm. Khu này đẹp quá ta. Nhưng mà không có đồng bằng. Em nói nhá. Trước em dĩ nhờ em gặp Mai Ke vào hôm qua hay hôm nào ấy. Em có đúc ôm ý. Dĩ nhờ em kiểu em chấn lột ấy. Em kêu là gì nhỉ, một stack gỗ là 3 kim cương đúng không? À. Ông ấy cứ nhơn, em đánh luôn. Xong rồi, xong rồi ông ấy gì nhỉ, run. Xong rồi ông ấy ăn táo. Lúc đấy là ông ấy chưa biết, nên là thôi em tha. Xong rồi ông ấy còn check replay cơ, xem là em có hack không. À, rồi có hack không? Không, đương nhiên là không rồi. Ông ấy mà biết em hack là ông ấy báo rồi. Đúng rồi. Gì nhỉ? Team đấy chắc giờ thù em rồi. Meke là team nào nhỉ? Team với Haru. Ui giật cái mình à. Ai xối. Sắp tới rồi nha anh em. 3 ngày nữa chẳng máu cả nên. 3 ngày nữa hả? Hay tạm thời ở ké nhỉ? Tiếng mà. Qua Chanel ở ké đi anh. Qua Chanel ở ké đi, khu Chanel ngon hơn ấy. Mình liên minh nha. Khu Chanel là khu hòa bình, mình vô đó ở, mình đâu đánh nhau đâu. Mới cho ké không? Không cho thì mình xây cái thành gần đó. Chứ bây giờ ở xa. Trên núi của Chanel á. Ở xa quá, đi về lần tốn thời gian lắm. Anh em còn nhớ cái vị trí spawn không đây? Nhớ anh ơi, nhớ. Anh đi thẳng đi. Đi. Sắp tới rồi. Thấy cục băng rồi nè. Đấy. Mày. Tới rồi. Đi anh em ơi. Khu này là khu spawn á. Xếp do rồi khu này. Anh em đập block thôi thử được không? Ok, ngon, leo lên. Tay không mới leo được. Ê, nhưng mà khu xếp zone này cũng rộng lắm á. À, thấy rồi. Bên đây. Sao bây giờ ít gì nhỉ? Thường là mấy người ít on trong server không biết em team anh đâu. Đúng rồi. Hiện tại chắc chỉ có vài người biết em thôi. Chắc không tới 5 người. Đúng rồi. Còn 6 người đó. Mới kết nạp ngày hôm qua. Đâu team mình mới có Yunfat.
4. Anh nè. 7 với Hậu à. Làm gì 6 người? Em là 8 người biết tin mắt. Ai biết? Có bên Thịnh Lé. Bên Thịnh Lé biết thôi. Thôi tạm thời chắc ở ké đi đâu ơi. Nghe nói Sanel sắp xây khách sạn gì đó, chắc chỗ đó ở đi. Hồi nãy là mình chỉ chạy trốn khỏi cuộc đi săn thôi. Khách sạn không biết em có được free không nhỉ? Ôi chết, anh ơi, ơi. Đóng tiền. Em còn nợ Sanel. Nợ thì trả đi, đi cày đi em. Ngủ chung với Sanel. Ui, cái thải kìa. Let's go. Qua đây là người ta không được giết mình. Ngủ chung với Sanel là auto không mất tiền. Ui, thầy em vậy. Ờ, khu này đang xây dựng nè, không? Thấy mấy cái giàn giáo không? Xây quá trời xây luôn. Rồi, giờ chắc... Đến buôn kìa. Đâu? Đâu? Đến buôn. Arup. Hello. Ủa, Deadpool đang đâu hả? Cái này là anh ơi. Deadpool. Nghe anh ơi. Chỗ ở ké không? Bảy bót. Ở ké gì? Xin một tên, xin một tên. Cung xin cái cung má. Ừ, đóng tiền, đóng bao nhiêu đây? Một đêm bao nhiêu đây? Xin cái cung. Em cũng mới có định xây nhà trọ đấy anh. Trời ơi, anh nhà vô gia cư rồi, giờ muốn thuê một khu đất ở. Này, cho cái này này. Nếu mà thuê khu đất hả? Thì trước mắt thì cứ 30 kim cương ngày thấy hợp lý không? What the hell? Cái gì? 30 kim cương ngày? Quá mắc rồi. Kim cương thôi. Hôm qua là bên anh đưa... kim cương một ngày. Ừ cũng được. Hôm qua là hợp lý. Hôm qua là bên anh đưa cho Chanel cũng nhiều kim cương lắm á. Anh đưa kim cương mới chợ hả? Không, anh Chanel thú gì á, anh cũng không biết luôn. À, ai biết đâu. Chanel thú làm gì? Em đâu biết. Em ở trong team em mà. Phụ hồ thôi. Phụ hồ xây từ sáng tới tối, từ tối tới sáng. Đúng rồi. Mỗi ngày xây được chút. Xây một chi bự dữ vậy? Em mua quá trời ơi, mình xây không tới đâu. Hay là cho anh một khu ở đi. Anh... một khu hả? Một khu nào ta? Coi ở đây có khu nào đẹp không? Nha. Ê! Khu... Nếu mà anh thuê... Cái khu đó được khu không? Gì? Khu này được không? Nè. Đấy. Khu nào ngoài thành em nha, không có trong thành em nha. Dạ. Được không? Đẹp hơn nè. Khu này nè. Nhưng mà ở trong thành em là được cái gì? Thành em là anh được thuê trọ á. Là có bị giết không? Không. Chỗ này là chỗ hòa bình anh ơi. Ờ gì được á. Không đánh nhau. An toàn. Thôi lỡ ở rồi, ai cũng ở rồi sao đánh nhau. Ở giữa đi. Vậy anh xin khu giữa bự bự nhất à. Không, em đưa đất đâu anh ở đó chứ. Vậy dạ, cho xin cái nhà trên kia đi. Chỗ này chỉ nè. Đi. Giàn giáo của thờ hồn. Đúng rồi đó. Thờ hồn hơi bị đỉnh. Em cho anh khu này đi. Sau em em sẽ giấu trước nha. Em rào đất lại đi. Ok. Nhỏ nhỏ quá sao anh. Sao nhỏ vậy? Nhỏ xíu vậy. Tiền nào của đó chứ. What the hell. Trời ơi khu này giống như là anh nằm luôn á. Khu này chỉ là để đi toilet thôi. Vậy mà toilet gì vậy anh? Vậy là quá lớn rồi đó. Trời ơi. 20 kim cương rộng ra thêm 2 block nữa. 20 thì rộng được tới đâu? Thì rộng ra thêm 2 block nữa. What the hell? Giết luôn đi, giết luôn đi. Dạ, đâu? Giết chủ đất luôn đi. Chứ anh muốn bao nhiêu? Muốn 50 block đi. 50 block. 10 block hả? 10 block thì hợp lý đó. 50 đi. 20 đi. Em mua đi. Đủ đất mà keo kiện kìa. Thôi bây giờ 20 cũng được. Nửa thành đi. Nửa thành anh lấy hết cái thành luôn đi. Ok vậy đi. Vậy cũng được đó, Deadpool. Sợ Deadpool đi lấy thành luôn anh em ơi. Thôi giấy này sao anh? À đúng rồi anh. À 10 kim cương, thoải mái luôn. Em cho xuống đây. À được. Rồi nha, ok nha. Mỗi ngày 10 kim cương, anh chốt chưa? Ở đây làm gì chạy? Ở đây là sáng sớm ngắm thờ hồ hả? Đúng rồi, ngắm em
xây dựng. Trên này đường nào nè, trên này đường nào nè. Đâu em tắm ở đâu đúng không? Em tắm mà. Đó xong nè, xong cái bên nè, nhảy xuống tắm thôi. Trời ơi. Anh vô. Thôi cái chỗ này như cái chợ vậy đó, cái này người ta muốn vô vô à. Giờ mình xây trong này á, mình làm nguyên cái đường ảnh. Ok 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 ok. Hợp lý đấy, Double đây. Dạ chết. Chốt giá, chốt đơn ra đây, Double. Chốt. Ok nha, mọi người vừa kiên cương nha. Ok ok. Rồi ai có nhiệm vụ trả tiền Double đi. Ơi. Vì vậy đang khu mình đó, đang khu mình đó. Đang trong thành đó. Ê ê ê, manh động thế. Manh động thế, đang giao dịch đó. Quýnh rồi là mở nè. Manh động thêm. Khu này là khu thị trấn Hòa Bình nha. Đang trong thành của người ta đó. Cứu em đang thành lúc này. Cái gì khu này có được đánh đâu mà bác. Manh động thế. Ờ thanh niên nó chịu rồi. Thanh niên nó đi ra ngoài thành thì chắc rất chịu. Thì lên manh động quá. Ai cứ hú hé nha. Ừ hú hé. Anh ơi, bác anh ơi. Bình hình dưới rồi. Ai kêu đi theo không chí. Manh động quá Helen. Không độ được, ơi, trả độ ơi. Thôi đi xuống đây ở thôi anh em ơi. À không có phận sự là đi ra nha. Khu này là khu nhà của anh mới thuê lại của chủ đất đó. 10 kim cương em ơi. Anh ơi. Manh động quá. À anh đưa Chanel rồi đó, có gì qua Chanel lấy nha. Đâu? Manh động quá mọi người ơi. Anh đưa nào? Đưa rồi, mới giờ quăng ra thằng nào lấy rồi. Đâu em cho thuê mà không đưa em, anh đưa ai? Đâu em đưa, đưa em đưa anh cái đường Ender đi. Em đâu có đưa Ender em mà cái khu vực này em bỏ xuống rồi mất à. Đặt xuống đi để anh lấy cái kim cương ra anh đưa nè. Ok, xe bình nè. Không được. Đem bôn. Giảm giá xuống đi, ở đây có hình ảnh kiếm nhã. Gì? Giảm giá gì? Ở đây có hình ảnh kiếm nhã, phải giảm giá mới được. Đâu? Cái này là cái ná để ngược rồi. Không có được. Cái này là chữ Y. Chữ Y gì không? Đây là chữ Y. Sao người bên anh nói tao mày tao gì vậy? Đâu? Ai vậy? Ai vậy? Nè, nè, nè. Có nha. Bên này nói với bạn thôi, nói cho bạn thôi. Bạn quen. Thôi gì vậy? Vì tao đâu có ngu để cho tụi bay dụng gì đó. Đâu, ông nào nói à? Không nào nói vậy? Vun nha, vun kiếm điểm nha. Vun kiếm điểm nha. Đây phải là kiêu chiến luôn á. Anh, hay lên giúp đội với người em kìa, giúp đồ gác người em. Thì em né đi. Cái này gọi là chưa hết cuộc chiến rồi, đang đi mướn nhà ở rồi, nghèo quá. Giờ gửi kiêu chiến được không ta? Ở đây thì em chiến là bị một sẹo đó. Không mà giờ có đây không ta? Chưa có thành đó. Giờ đợi xây xong cái thành cái đã. Này là cái nhà trọ. Nhà trọ mới mướn lại của Deadpool nè. Đấy. À, cái này là cái nhà trọ của Deadpool sao? Anh vô. Hả? Giống mấy cái chuồng mà của mấy con. Trong này có cái gì không vậy? Này giống như mấy chuồng gà vậy trời. Mà chuồng gì? Không, cái này giống như cái mỏ anh ơi. Cái mỏ. Mấy thứ này xâm nhập bắt hợp pháp nè. Đi ra một thẻo cho ông vợ, đi ra. Rồi đề nghị anh em đi ra khỏi cái nhà trọ của tôi nha. Nhà trọ của ngập nước anh ơi. Nhà trọ ở còn bị ngập nước nữa. Nhà trọ kỳ cục. Anh đã vô nhà trọ anh đâu. Nhà trọ đúng nghèo luôn. Mát mạnh. Nhìn như cái chuồng vịt chứ trời. Yeah, tao đứng trên đầu thịt nó. Rồi đưa cái rương đi em trả thôi tiền nè. Sao em có bay đâu mà nó cứ kêu là em sẽ bỏ em bị đít quậy ta. Kỳ á. Hả? Em không có. Em có bay đâu mà nó kêu em bay trên xịn. Chắc em bị lắc á, Đi qua này chơi nè. Đây cho anh cái này nè. Có khuyên mãi cái giường không vậy Deadpool? Ôi, Cái giường của em. Em có giường. Anh chơi có giường. Em có giường. Em khuyên mãi. Giường của em. Đó. Giường của em. Xạo. Vô đây. Em có giường. Đâu? Từ. Có giường gì đây. Em có đủ giường hết á. Đâu? Ok thôi, vô nhà trọ ở đây anh em ơi. Mặc dù đây là dưới hầm nhưng em vẫn. Rồi đi ra ra, cái này bảo bảo ra. Ê, xâm nhập bất hợp pháp nha. Có lực chủ nhà trọ đi ra. Từ. Em làm đường đi này. Chủ nhà trọ làm cái đường đi lên đi xuống. Dưới này ngập nước sao đấy buồn. Tao không ngập được. Tới đây thôi.
Nè nè, vô nhà phá nè, có quyền đánh nha. Ngập nước kìa. À, hay lên vô rất là. Người ta cho đồ mà. Cho đồ luôn kìa, cho thấy, thấy nhắn nước ra, thấy nhắn nước mọi người nha. Chút xíu nó chết rồi đó. Mà. Uống nước no bụng luôn. Cách vàng rõ vàng. Xạo nha. Xìm bụng luôn. Rồi, ok. Chủ nhà trọ xây cái đường kỹ kỹ đi, cái đường nhìn xấu á. Xây cái đường mà đi lên đi xuống nó nhanh nhanh xíu. Cái đường này đi chậm lắm. Từ từ, từ từ. Kè kè kè, gây mất trật tự ở trên kìa. Nhà trọ có tâm xíu đi. Chủ trọ không có tâm gì trên. Đó là cái thang đó rồi. Hello. Hello, anh đi vô nha. Đi đâu đây, đi đâu đây. Em có nhà em chưa? Em đi đạo thôi. Em chưa. Có thuê nhà không? Anh cho thuê nè. em mới vào anh điểu cương mà thuê. Nhà trọ. Tặng em một con gà KFC. Ok, cậu bên này. Ok. Ok. Rồi đâu, để xem coi. Ôi, cái nhà nó như cái mồ chôn quá nhờ. Quá đẹp. Như cái mồ chôn. Mồ cương thì nó vậy thôi chứ. Xuống chôn ba thằng ở đây luôn. Sau này mà em xây thành xong mà anh muốn thuê thêm cho rộng hơn thì... Cái này là thuê thời hạn bao lâu đây? Cái này là tạm thời thôi anh ơi. Thuê trong vòng một tháng nha. Chốt nha, chốt một tháng nha. Một tháng lâu, một tháng hơi lâu. Nhưng mà ở trong đây đi mà nhờ, đi ra nhờ. Đâu có đi xây nhà ở phía trên đâu. Sau khi mà em xây xong thì cái này nó sẽ gọi là rất là đẹp. Cho nên là em sẽ tăng giá. Gì đóng trước được không? Thời là 5 ngày thôi. 5 ngày thôi hả? Sau này em cho anh lên mặt. Nơi còn đồng nhập. Còn giờ anh đồng nhập, đồng nhập. Là sau này anh ở đâu? Thì sau này em sẽ cho em cho anh lên mặt đất anh ở. Ờ ok đó, được. Thôi, đó. Giữ người ta xếp bám dưới này hả? Tạm nha. Được á, được á. Đi chưa? À, được cái rương. Được cái rương để anh trả tiền nè. Đến bên. Đâu. Bị cứa nào lấy rồi. Rồi luôn, anh cũng bị mất tiêu rồi. Em cứ để xuống là... Một máu. Nhưng mà ở đây mất đồ có đền không? Mất đồ tài sản cá nhân tự giữ anh ơi. Trời ơi, chỗ này như không duyên vậy. Chỗ này người ta muốn ra gan vô vô à. Đi chưa? Quá nguy hiểm. Tâm đi, em chặt gỗ một đống mình để em đường sáng mai mất tiêu hết. Nguyên liệu để em xây thành á. Đâu rồi, còn không? Cứ lâu lâu người ta ghé ngang cái là mất rồi. Đấy, bây giờ sao? Khu này phải có hợp đồng gì đó, nguy hiểm quá à. Tôi đi, trời. Không anh ơi, không có hợp đồng đâu, tài sản cá nhân tự giữ đó là lực... Lớn thích đâu rồi, sao? Ok nha. Đi chứ. Đâu rồi, Jun đâu rồi? Chưa đi. Ôi, bảy. Chà đu. Bảy qua đây, bảy. Chà đu ông ơi. Jun đâu? Ê, báo công anh ơi. Không đâu, chắc đi bàn gì đó rồi. Chủ đất này bữa nào mình lụm lỗ tai luôn. 20 kim cương một ngày nha. Có cái nịt. Dạ, chủ đất. Sao chủ đất con già ngậm vậy? Dạ. Già ngậm giảm giá không? Giảm giá. Anh ra đây này xe như nhà, rất gần da găm luôn. Điện thui tụi lùi luôn rồi. Đừng banh cái giáp, Để em nóng. Anh này anh da đen mà, anh da đen nóng tính quá. Anh này, nếu mà anh thuê 5 ngày em tặng cho anh trái này. Đâu? Một trái táo gì cho anh. Thôi, tặng đồ ăn thì còn lấy, tặng cà rốt đi. Đó, đồ ăn đó, ăn thoải mái. Ok nha, rồi chốt nha, chốt đắt nha. Ok ba anh. Ê, 7 rồi. Ô, 7 ợp luôn rồi. Đi đâu đây? Giờ khu này nguy hiểm quá anh em ơi. Tạm thời khu này để né tránh bị săn thôi anh em à. Đi đâu đây? Anh ơi, nhà mình có nhiều người chuyện kia. Mình đứng dưới mình bắn được nha. Xâm nhập bất hợp pháp đó. Đi chưa? Rồi vô đây đi xây đi. Tao. Xây nhà đi. Anh ơi, bọn tiêu dụ em qua ra ngoài anh ơi. Thôi, đi vào nhà đi Jun ơi. Người ta cứ kêu là xây nhà cho em ấy, xong rồi kêu đi theo. Xạo đây. Anh coi sói nhanh rồi. Chôn mình dưới này luôn. Giết đi.
đi ra nhớ nhà người ta. Chỗ này. Mấy khứa này cứ nhìn ra. Mấy khứa này cứ nhìn cái nhà trọ của mình. Ông đóng cái nhà trọ lên luôn đi. Nhà trọ đẹp như ừ, chốt cửa lại luôn em. Bắn nó này. Chốt cửa lại luôn à. Đi xuống đi, đi xuống em. Rồi đi xuống đi. Để anh gửi bát. Nào anh em, làm vậy mất khách hết. Chị cứ mổ với trời. Anh em cháy tấu, tấu bèn cho anh nè. Rồi. Hello. Bây giờ nè. Bây giờ mình đào hầm. Mình đào thành một cái mạng lưới địa đạo full ở dưới cái thành của Deadpool luôn. Rồi, em tính vậy á. Hợp lý không? Ok. Nghe chưa Jun? Nghe ngay. Mình đào một cái mạng lưới khổng lồ luôn. Khoai. Bắn đi, được bắn mà. Nhìn nè. Thằng nào nhìn là bắn thằng đó. Ôi, đưa cho mọi cái công đi thôi, cho mọi cái công, bấm cửa lại đi, Seven. Có cái block không? Đặt lại luôn đi. Đặt lại luôn đi. Em cần đi. Đi xuống đây đào đi. Ui. À, giết người trong thành. Cái này ai kêu đứng nhìn, đi ra chưa, chỗ nhà người ta vô này soi hoài. Từ để ra nói. Đứng trước nhà có quyền giết nha. Đi ra. Khu này là thuê lại rồi. Đâu anh, cái dây nó đứng tuốt ngoài đây nè, anh đi cầm cung bắn. Khu này thuê lại rồi. Đi. Trả tiền thuê đó. Anh Di ơi, cho cái dây nốt này ra ngoài. Nó lỡ set palm ở trong này. Rồi dây nốt ra đi, dây nốt. Ôi em bị đánh. Mấy khứa này phạm luật rồi nha. Khu này là khu nhà thuê lại đó. Luật thuê đất. Ok, đâu. À em còn rồi, đóng tiền lại cho bún không? Em còn đứa tiền lại bún không? Rồi vô đi. Vô lại. Mấy khứa này quậy quá. Tạm thời mình thuê cái khu này để mình lánh nạn thôi. Với lại mình đào, mình phá khu này luôn. Mình đào một cái mạng lưới này luôn. Cãi nó. Vô luôn kìa. Cãi nó đi. Nè, bẫy xuống đây, đừng có nhiều chuyện nữa. Đóng lại đi. Người tim mình nhiều chuyện đấy. Đừng giết thằng cu này nữa, nó xếp spam ở đây. Rồi đó, ok chưa? Mọi người là phải biết kinh doanh, hiểu không? Này nha, bây giờ mình lánh nạn một hai hôm thôi, rồi sau đó mình tìm căn cứ mới. Bây giờ mình cứ đào full đường hầm, full địa đạo khu này luôn. Mốt mình dụ người xuống mình giết. Đào xong rồi em lấp cái này bằng băng. Sau đó mốt có ai xuống lọt xuống mình giết hết. Thành cái đầm hầm luôn. Tại khu này của mình mà. Thằng nào lọt xuống giết hết. Mốt mình làm mấy cái bẫy á để dụ người ta xuống. Đúng rồi. Mấy cái chóp đi. Đúng rồi. Thôi khu này cũng rẻ đấy. Giết lấy được nhiều đồ phát đấy. Có biết để lại không hả? Ấy à. Nhưng mà ở đây hơi ồn nha. Thôi đâu. Ồn màu thật. Đâu. Có sẻn hay đào đi kìa. Ủa em còn nhiều băng lắm hả Jun? Anh bị phát quá. Nhiều lắm anh. Bên mày mình nhiều băng lắm á. Phát hiện hành vi. Em lấy hết băng mà. Đang mở rộng đường đi nha. Ây à. Trên kia em lặng coi, dưới này ồn ào quá. Ăn xếp. Em lặng coi. Sao dưới này có gì nha. Im lặng coi. Ồn ào vậy ta, chỗ nhà trọ của ta thôi, ồn ào quá ta. Ây à. Ô nhiễm tiếng ồn quá. Ngồi ở đây ăn bò đi. Có coi ở nhà không? Thôi, làm việc tiếp anh em ơi. Ê! Đâu?
đồ ăn tí tí ăn cá gì không? Em vô, em vô, đừng à, mấy khứa đi hết rồi. Lên nữa, vô quậy nữa. Đâu mấy khứa này cứ đập nó là kỳ cục đó. Khứa này cứ quậy vậy ta. Có chừng bị săn 3 ngày liên tục nha. Ủa, bên trước này đâu kìa? Điên xe mình boss bắn nè anh. Một xẹo chưa? Ấn nhầm. Một xẹo nha. Ấn nhầm. Một xẹo. Ấn nhầm nha, ai cũng thấy nha. Một xẹo. Ấy. Một xẹo nha, ai cũng thế nha. Trả đồ đây. Rồi, hoài. Cây cung thứ mạnh 7, cây cung thứ mạnh 2 đấy rồi. Đồ rồi, ai kêu đi quậy người ta làm gì? Đó là cái giá đó. Ok. Rồi đi xuống làm việc tiếp đi. Tay quần đâu? Cái quần quá vậy. Ai lùm rồi?